Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Thảo Mốc Bang. Thì hôm nay Thảo sẽ ăn tôm nướng muối ớt chấm với lại muối ớt chanh. Thì Thảo chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ Thảo xin mời tất cả mọi người cùng hưởng thức với Thảo nha. Đó, con tôm đỏ tươi luôn nè. Rồi Thảo xin mời mọi người nha. Chấm vô muối ớt chanh. Cái muối ớt chanh này á, chấm tôm, gà gì cũng ngon hết á. Cái thịt tôm dai ngọt, ngon quá chừng luôn. Thì cái này Thảo tôm này Thảo ướp với lại ớt, tỏi, lại muối. Đơn giản thôi. Trời ơi, mọi người nhìn con tôm nè, đã chưa? Xuất sắc luôn. Còn cái nước chấm này thì muối, đường, chanh với lại ớt mình đâm ra. Chấm cái gì cũng ngon hết. Nó chua chua, ngọt ngọt, cay cay, đã lắm. Bỏ ớt lên cho nó đã. Xuất sắc luôn.
cái tôm này á mình ướp khoảng chừng 20-30 phút thôi, xong cái mình nướng. Có than thì mình nướng than, còn nếu mà không có than thì mình bỏ vô lò nướng. Cái này không bỏ vô lò nướng, không nướng nè, nhanh gọn lẹ lắm. Đâm muối ớt tỏi rồi bỏ vô xóc xóc nó lên để xíu thôi, cái rồi đem đi nướng phải re luôn mà ăn thì ngon nhức nách luôn. Thảo mà tôm mực đồ á Thảo rất là mê. Cái đậu của nó có gạch á, ngọt ngon quá chừng luôn, béo.
Rồi mọi người ơi, thì Thảo ăn xong rồi. Video của Thảo sẽ kết thúc ở đây luôn. Cảm ơn mọi người đã xem. Thảo chào tạm biệt và hẹn gặp lại video sau nha. Bye bye.